các liều quán tự phát buôn bán hải sản ở bờ biển làng chài mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận sẽ bị tháo chở vì đã buôn bán xấu xí như dùng cân không đúng quy định cân thiếu ký để lại ấn tượng xấu trong lòng du khách mặc dù địa phương nhiều lần kiểm tra nhắc nhở và đã ký cam kết Trước đó, vụ việc sử dụng chiếc cân không chính xác để cân bán hải sản tại bờ biển làng chài mũi né bị du khách quay clip đăng tiktok thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Du khách này đã dùng ba lon bia để cân đối chứng hai chiếc cân và một chiếc cân đồng hồ chỉ 1 kg và chiếc thứ hai lại nhảy lên số 1,4 kg. Có nghĩa là với chiếc cân đã chỉnh sửa, mỗi ký hàng quá, người mua bị tính lên đến thêm 4 lạng, ăn gian gần 50%, người bán sau đó bị chính quyền xử phạt hành chính 375.000 đồng. Sau sự việc trên, Quỹ ban nhân dân phường Mũi Né cũng đã ra thông báo yêu cầu các hộ buôn bán hải sản tự phát tại bờ biển, khu vực làng chạy Mũi Né tự tháo dỡ lều bạc hàng quán buôn bán tại đây. Hàng cuối là hết ngày 3 tháng 2. Quá thời gian trên, địa phương sẽ tổ chức lực lượng xử lý tháo dỡ.